Quý vị, từ 0 giờ ngày hôm nay thì Bộ Giao thông Vận tải đã chính thức ban hành Thông tư 02/2023 sửa đổi bổ sung cho Thông tư 16/2021 quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Vâng, rất dễ hiểu là lý do vì sao mà thông tư này lại được nhiều người quan tâm như vậy, vì nó đã đưa ra những chính sách mới nhằm tăng thời hạn đăng kiểm và rất nhiều người dân sẽ được hưởng lợi từ chính sách này. Trong sáng nay, nhiều chủ phương tiện khi đến trạm đăng kiểm 2903S Mỹ Đình lấy phiếu hẹn ngày khám xe đã được tiếp cận thông tin về việc sửa đổi bổ sung thông tư 16 của Bộ Giao thông Vận tải. Quy định về việc kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ sẽ đưa vào quy định miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới mới chưa qua sử dụng. Cụ thể, người dân sau khi mua xe sẽ được miễn kiểm định thời gian bằng đúng chu kỳ đầu kiểm định xe cơ giới, tương đương với 36 tháng đối với xe ô tô chở người các loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải. Như thế thì chúng tôi cũng rất vui. Xe thực ra nhất là xe gia đình chúng tôi đi thì rất ít. Thế mà cái thời gian là cũng giống như là các cái xe người ta chạy vận tải, chạy giao thông như thế thì xe của chúng tôi là đang rất là an toàn, rất tốt, mà vẫn phải đi kiểm tra, kiểm định như thế thì nó hơi bị mất thời gian. Hôm nay cũng nhận được thông tư 16 mới thì mình cũng đọc thì thấy cũng nói là xe mới thì không phải qua dây chuyền nữa mà để đưa đến chỉ làm thủ tục để mà được lưu hành, được có thể là được lâu hơn theo thông tư cũ, và những xe dưới mà đã hoạt động 12 năm thì cũng tôi cũng thấy là tăng thêm được 6 tháng, và trên 12 năm thì những xe mà không kinh doanh thì cũng được tăng thêm 6 tháng. Cái đấy cũng là tạo điều kiện cho người chủ xe và có thể là xe không kinh doanh và kinh doanh, người ta mọi người đều được tăng thêm thời gian để có thể tiết kiệm được thời gian và những cái chờ đợi để mất công việc hàng ngày. Đa số người dân, nhất là các lái xe đều cho rằng việc sửa đổi bổ sung này phù hợp với điều kiện thực tiễn, song cũng phải dựa trên mục tiêu số 1 là đảm bảo an toàn của phương tiện và người dân, đồng thời giúp giảm tải nhu cầu kiểm định xe cơ giới, giảm chi phí xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình kiểm định. Tình trạng kỹ thuật xe bây giờ ấy, đa phần thì tất cả lái xe và xe cộ đều là phương tiện mới sử dụng. Tăng thêm thời hạn sử dụng cho người ta là phải thôi, không phải như cái thời ngày xưa, thời bao cấp là xe toàn xe cũ, xe lát, sửa chữa lại để đi. Bây giờ hoàn toàn xe được sản xuất mới và được cấp lưu hành, tất cả phụ tùng xe cộ đều mới tất thì đương nhiên là phải nâng cái thời hạn lưu hành cho người ta lên. Có thể thấy việc sửa đổi bổ sung thông tư 16 đã phần nào đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân, doanh nghiệp và các chuyên gia. Căn cứ tốc độ phát triển phương tiện ô tô cá nhân cũng như tốc độ hoàn thiện phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng của đất nước, thúc đẩy ý thức trách nhiệm của người dân đối với chính tài sản và sự an toàn sức khỏe, tính mạng của bản thân. Vâng, so với thông tư 16/2021 thì trong thông tư mới có hiệu lực từ ngày hôm nay thì Bộ Giao thông Vận tải cũng đã thay đổi một số điều. Nhưng mà tuy nhiên thì điều mà tôi muốn nhấn mạnh đó là chính sách tăng thời hạn đăng kiểm nêu trong quy định mới thì đã quy định rất rõ là sẽ áp dụng cho lần đăng kiểm mới từ ngày hôm nay 22 tháng 3. Và trường hợp các xe mà đăng kiểm trước thời gian công bố thông tư mới thì sẽ chấp nhận thời hạn đăng kiểm cũ còn ghi trên tem kiểm định và không được tự động gia hạn đăng kiểm. Đối với xe cơ giới chưa qua sử dụng, miễn kiểm định lần đầu đối với xe cơ giới chưa qua sử dụng và có năm sản xuất đến năm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận kiểm định dưới 2 năm, năm sản xuất cộng 1 năm và có đủ hồ sơ hợp lệ, được cấp tem và giấy chứng nhận tại các trung tâm đăng kiểm mà không phải mang xe đến trình diện. Đối với ô tô chở người các loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải, chu kỳ đầu tiên miễn kiểm định tăng từ 30 tháng lên 36 tháng, đến 7 năm tăng từ 18 tháng lên 24 tháng, trên 7 năm đến 20 năm giữ nguyên 12 tháng, trên 20 năm giữ nguyên 6 tháng. Đối với ô tô chở người các loại trên 9 chỗ, chu kỳ đầu tiên miễn kiểm định tăng từ 18 tháng lên 24 tháng, đến 5 năm tăng từ 6 tháng lên 12 tháng, trên 5 năm giữ nguyên 6 tháng. Đối với nhóm ô tô tải các loại, ô tô đầu kéo có thời gian sản xuất từ 20 năm trở lên, kể cả ô tô tải, ô tô đầu kéo đã cải tạo thành ô tô chuyên dùng, ô tô tải được cải tạo chuyển đổi công năng từ ô tô chở người có thời gian sản xuất từ 15 năm trở lên, kéo dài chu kỳ kiểm định từ 3 tháng lên 6 tháng.